Trời ơi là trời, tôi không thể nào sống được cái nhà này nữa rồi. Trời ơi là trời, từ lúc mày có vợ á, mày không biết mẹ mày là gì đó, mày không biết em mày là gì đó. Trời ơi, tôi sống sao nổi đây này. Trời ơi, mẹ, con xin lỗi mẹ. Con là một đứa con vô dụng, con không chăm sóc được cho mẹ, con không bảo vệ cho vợ và con của con. Bây giờ thật sự con không sống được trong căn nhà này nữa mẹ. Tụi con ra riêng nha mẹ. Tụi con thật sự không sống được trong căn nhà này. Nếu á mẹ muốn tới thăm tụi con thì tụi con vẫn đón chờ mẹ, được không? Anh không có được làm vậy. Từ lúc mà em gả vô nhà mình đến bây giờ, em coi mẹ với em gái á như là gia đình rồi. Em có nghĩa vụ chăm sóc và phụng dưỡng cho mẹ, cho nên em không có đi đâu hết á. Mẹ, con có gì không tốt á hay con sai gì á, mẹ dạy bảo con lại nha. Với lại mẹ có hiểu lầm gì con á, bỏ qua cho con nha mẹ. Cho con với cháu nội ở lại đây á, phụng dưỡng với chăm sóc mẹ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.